Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết về chương trình quảng cáo sẽ có ở phần sau của video. Bạn đã biết Cô Dâu 8 tuổi, bộ phim truyền hình của Ấn Độ kéo dài 2.248 tập và tiêu tốn của bạn mấy năm thanh xuân và khiến bạn không biết phải làm gì sau khi xem xong. Hãy gặp Bí Mật Cây Cầu Cũ. Bộ phim truyền hình của Tây Ban Nha kéo dài 2.324 tập và đang chờ để lấy đi của bạn thêm mấy năm thanh xuân nữa vào lúc 13:45 mỗi ngày. Một khung giờ cũng không vàng lắm. Bí Mật Cây Cầu Cũ hay giờ đã được đổi tên thành Phía Sau Một Tình Yêu, đã lặng thầm phát sóng, đến nay đã hơn 1.500 tập và trở thành bộ phim mà có lẽ đa số chúng ta đều đã nghe qua. Vì mẹ và có lẽ là cả bà của chúng ta rất thích. Vậy bạn có tò mò điều quái quỷ gì khiến cho người ta xem một bộ phim hàng nghìn tập mà không chán? Đó chính là những gì mà tôi sẽ nói đến trong video ngày hôm nay. Theo Wikipedia thì Bí Mật Cây Cầu Cũ có độ dài là 2.324 tập, nghĩa là chiếu khoảng 2 năm nữa là hết. Đó có lẽ là một tin buồn cho khán thính giả buổi trưa. Theo như cách mà các bà các mẹ nhà tôi tóm tắt thì bộ phim nói về một bà gì đó mà mãi không chết, nên là phải cố gắng xem để xem bà ấy cuối cùng có chết hay là không. Đó chính là bà Francisca, một người phụ nữ giàu có, tham vọng. Bà này không chỉ thọc tay vào chính quyền, và vì bà ta muốn kiểm soát mọi thứ kể cả thời tiết nên là ai cũng ghét, mong bà tử vong. Nhưng mà đạo diễn bảo không, đời mờ bà ấy là máy in tiền của bố. Phim sẽ là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên là Peppa Bombs, một nữ hộ sinh, và tình yêu ngang trái giữa cô với con trai của bà quý tộc ban nãy. Tình yêu này ngang trái dĩ nhiên là vì sự chênh lệch về gia cảnh, nhưng không chỉ vì chênh lệch về gia cảnh mà còn vì cô nữ hộ sinh kia trước khi đến được với tình yêu với anh quý tộc đã từng làm việc trong một gia đình giàu có và đã có con với ông chủ. Bà chủ cáu quá, cướp đứa con phi tang mọi thứ tại cây cầu cũ, cũng là tên của bộ phim. Cô gái đẹp mà xui sau sự vụ thì vẫn còn sống, trong hành trình tìm lại con thì mới va vào anh quý tộc. Nhưng các bạn có biết điều gì không? Đó là ảnh thậm chí còn có vợ rồi, ly kỳ chưa? Và thế là hành trình đi tìm tình yêu đích thực, đi tìm đứa con trai bị oánh cắp và cả những bí mật về cuộc đời cô gái đều có liên quan đến chiếc cầu. Phim này mà không quảng cáo du lịch thì xếp tôi bê đê. Cấu trúc phim này nói chung là giống một bộ phim truyền kỳ tiêu chuẩn. Có cái là bối cảnh thường xuyên của các tập phim chính là thị trấn và cây cầu cũ đầy kỷ niệm, nơi chứng kiến những bất hạnh đôi lứa khi bị ngăn cấm của nhân vật chính. Xây dựng theo lối này nên phim có cảm giác hơi kịch. Tôi đếm sơ sơ thì phim có khoảng 100 nhân vật và dĩ nhiên là họ sẽ bằng cách nào đấy đều liên quan đến nhau. Thế nên là drama nó cứ lên tầng tầng lớp lớp như là sóng Trường Giang, yêu đương bét nhè từ nhà đến ngõ. Drama và yêu đương thì đoán là những đề tài lôi cuốn, nhất là với các bà, các mẹ, các cô, đúng không nhỉ? Đó là sơ qua về nội dung phim. Và giờ thì cùng nói về lý do vì sao mọi người lại thích bộ phim này nào. Trang phục đẹp. Mấy ông con trai thì có thể hơi xa lạ với khái niệm xem phim vì trang phục đẹp, nhưng với nữ giới thì xem phim như xem tạp chí thời trang là chuyện bình thường. Và không chỉ cấp mẹ cấp bà mới thế, mà ngay cả giới trẻ cũng xem phim để học cách ăn mặc, phối đồ, hơi ngoài lề một tí. Đây là tôi đã từng thắc mắc với nhiều bạn nữ, tức là người yêu cũ, rằng là tại sao họ xem những bộ phim vô tri tình cảm dến dúa, thì chỉ nhận được phản hồi là em muốn xem quần áo là chính, xong vẫn khóc lóc vì nhân vật chính thất tình. Tạm bỏ qua sự khó hiểu của cô gái mà tôi vừa nhắc đến ở trên, thì ở người lớn như mẹ và bà cũng có một niềm đam mê giống như vậy. Bí Mật Cây Cầu Cũ thuộc về giai đoạn những năm 1900, nơi nam thanh nữ tú trong phim vận những bộ trang phục có phần hoài cổ nhưng vẫn đẹp và bắt mắt. Thậm chí bối cảnh trong phim còn là vùng thôn quê ở Tây Ban Nha, nhưng nữ chính hiện lên vẫn rất xinh. Bằng chứng là có đến hai người đàn ông đã lập gia đình rồi vẫn khoái cô. Chắc là vì người xinh thì mặc gì cũng đẹp. Trang phục của đàn ông trong phim cũng lịch lãm với những bộ vest, những chiếc sơ mi và những chiếc khăn được buộc nhìn rất phức tạp, mà thời nay người ta gọi là cà vạt. Nhưng mà thời xưa có cảm giác thế giới chưa bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính, nên cảm giác các chú các bác chỉ toàn mặc sơ mi, không thấy có cái áo thun nào. Tôi có tìm hiểu một chút về lịch sử trang phục Tây Phương, thì thời trang nam khi đó theo phong cách gồm 3 mảnh, không phải bikini nhé. 3 mảnh bao gồm quần, áo và áo khoác. Đó chính là hình ảnh gắn liền với một quý ông người Anh thường thấy. Các nước lân cận như Tây Ban Nha chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều và có chút học hỏi lẫn cải biên. Nhưng mà nhắc đến nhà vô địch về thời trang nam thì chắc chắn phải nhắc đến 360 Boutique. Mang tặng đều sang, team quân tìm 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam uy tín trên gian Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần nâu chuẩn form, chất xịn vải mịn. Đây là cơ hội để anh em trải nghiệm những sản phẩm có chất lượng cao với giá không thể nào hợp lý và hợp ví hơn. Đây không phải một chiếc quần bình thường, quần nâu 199k hứa hẹn mang đến cho bạn những tính năng vô cùng vượt trội. Cột tông lạnh mềm mịn, không chỉ thừa không nhăn, cũng ẩn tinh tế. Mặc vào nhìn y như tài tử trong phim, mặc vào nhìn như con nhà quý tộc Tây Ban Nha, mặc vào từ con gà hóa thành con công. Còn nếu đã sẵn là con công thì sẽ hóa thành một con công mặc quần đẹp. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với nội dung chính. Vào thời gian này, phong cách thời trang của phụ nữ được đánh giá là khá diêm dúa, với những chiếc váy có khung phía sau vổng hắn lên, thậm chí là độn cả mông để tôn lên vẻ đẹp của vòng 3. Còn với vòng 1 thì để cho đẫy đà, họ sử dụng những chiếc nịt siết cho muốn gãy cả xương sườn để tạo ra vòng eo thon gọn và nâng ngực lên cao. Đó có lẽ là lý do Wonder Woman có phân đoạn huyền thoại này.
Còn với nhân vật chính của Bí mật cây cầu cũ, Peppa Bombs, một phần là cô cũng không thuộc tầng lớp quý tộc, lại còn là gái nông thôn nữa nên trang phục có phần đơn giản hóa đi rất nhiều. Nhưng một lần nữa, vì cô rất xinh nên việc phối quần áo cho cô cũng không hề nặng nhọc tí nào. Có thể nói những bộ phục trang nhìn rất ưng con mắt và truyền cảm hứng như thế này là một trong những lý do quan trọng khiến bộ phim được ưa chuộng. Drama không hồi kết. Một yếu tố thu hút người lớn tuổi xem những bộ phim truyền hình dài tập là những câu chuyện của nó thường drama không hồi kết. Tất nhiên là đạo diễn biết cách thêm một số thủ thuật để giữ chân người xem. Ví dụ như là cái con mụ quái thai này sâu không biết bao nhiêu lần làm điều ác mà mãi không thấy quả báo. Hay cái con bé nhân vật chính này sao tốt mà lại khổ thế, biết bao giờ cho nó hết khổ. Những nghịch lý trong phim đó là thứ khiến cho mẹ và bà của chúng ta cảm thấy khó chịu, và họ muốn chứng kiến thêm hành trình mà họ đã lỡ theo dõi. Và câu chuyện về bí mật cây cầu cũ là một câu chuyện điển hình như vậy. Tuy phần nội dung tôi kể rất là đơn giản, nhưng các bạn hãy hiểu rằng là với khoảng 100 nhân vật thì hành trình của chúng ta sẽ như này. Nhân vật chính yêu ông chủ dính bầu, bị hại nhưng mà không chết, lang thang thế nào lại làm đỡ đẻ cho nhà giàu, lại yêu công tử nhà giàu có vợ, lại bị hại nhưng mà không chết, xong lại gặp một ông nào đó nhìn có vẻ tốt tốt nhưng mà không tốt, xong lại bị hại nhưng mà không chết, xong cuối cùng lại chết. Nhân vật chính chết rồi á? Thế kể chuyện với ai bây giờ? Đừng lo, đã có con trai của nhân vật chính, hàng xóm của nhân vật chính. Có một cái tôi thấy hơi cấn là bi kịch của nữ chính toàn do nam nhân gây ra, xong cuối cùng toàn thấy nữ chính đấm nhau mà không thể đấm nam nhân, quá buồn. Mà nhắc đến nam nhân tự dưng nhớ ra ông này, tên lừa tình Seviano. Ông này có cái văn tán gái xe ôm nó phết, hoặc là do dịch sang giọng Thuyết Minh nên nghe nó hơi kỳ. Người mà em đang nhìn thấy chính là Afonso thật sự. Người đã quá mệt mỏi vì những hành động ngu ngốc và cố gắng gây ấn tượng với em. Anh đã cố gắng chinh phục em bằng mọi cách, và anh chưa biết mình đã có được nó hay chưa. Nếu em không yêu anh sẽ rời khỏi cây cầu cũ. Tính chất câu chuyện, thoại sáng thoại tối, chuẩn bị đi vệ sinh cũng thoại, buồn ngủ cũng thoại. Thế là những bộ phim truyền hình dài tập nhảy vào và cho họ thứ họ cần. Bí mật cây cầu cũ cũng thế, thoại chi chít và dày đặc. Nghe cái cách những anh chàng và cô nàng thể hiện tình yêu trong phim thôi đã cảm thấy muôn phần giải trí. Hay là cách mà những nhân vật khác thể hiện thủ đoạn của mình, nghe sao nó vẫn thật là lịch sự và quý tộc đến lạ kỳ. Chẳng cần những câu chuyện giải cứu thế giới, chỉ cần mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách mà hàng nước nào cũng có, thế là đủ để cho các mẹ các bà vừa thái hành vừa được theo dõi câu chuyện, tiết kiệm bao thời gian. Cũng khá là giống cách mọi người đang mở video này lên để ăn cơm. Diễn viên ưa nhìn, tự thuở xa xưa đã thế. Cái đầu tiên đập vào mắt người xem luôn là ngoại hình của diễn viên và cách mà họ thể hiện trên phim như thế nào, và cách mà họ hiện lên trong phim như thế nào. Có những câu chuyện đặc thù cần những diễn viên hợp vai và hợp vibe. Trong những câu chuyện đời thường hay xuất hiện trên phim truyền hình thì dĩ nhiên là hiếm khi cần đến một nhân vật có ngoại hình đặc biệt kiểu như Alastair Moody hay là thằng gù nhà thờ Đức Bà. Những gì khán giả cần chỉ là những diễn viên có ngoại hình tốt, ngoại hình hợp, ngoại hình xinh. Nghe thì hơi phân biệt nhưng mà phản xạ chung của con người là như vậy. Họ thích ngắm sự xinh đẹp. Ngoài nữ chính Peppa khiến đàn ông trong thôn say mê và đắm đuối ra thì đội nam, đội nữ khác, thậm chí là cả đội trung niên có tuổi đều có những nét đẹp rất châu Âu. Khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ sẽ phản ứng tạo ra cảm giác thiện cảm ngay tức thì. Và một khi đã thiện cảm thì khả năng cao khán giả sẽ tiếp tục theo dõi. Tôi để ý thấy tâm lý chung của mọi người là luôn muốn bảo vệ kẻ yếu thế. Cái yếu thế mà lại còn xinh xắn nữa thì càng muốn bảo vệ, càng muốn xem cuối cùng người ta có được hạnh phúc hay không. Còn mấy vai có cái vibe hơi ác ác tí thì diễn viên phải tỏa được ra cái sự đáng sợ thì mới gọi là thành công. Có nhiều diễn viên bản tính hiền lành, cách diễn tốt, khát khao được đóng vai tốt, nhưng mà vì trời phú cho cái nét mặt nhìn hơi gian, diễn nét cười duyên mà nhìn cứ như dốc cờ nhe răng, thế là mắc kẹt mãi với mấy cái vai ác. Âu cũng là vì như thế. Tóm lại thì bí mật cây cầu cũ sẽ mãi là một bí mật nếu chúng ta không khai thác và tìm ra những điểm hấp dẫn của nó. Thực sự thì mỗi một loại phim, mỗi một bộ phim lại nhắm đến những tệp khán giả riêng với những mục đích riêng. Một bộ phim thế này dài hơn 2.000 tập, xuyên suốt toàn là tình yêu, tình báo, drama thì chắc chắn là nhiều bạn trẻ không tiêu hóa nổi. Ngay cả đến tôi cũng không tiêu hóa nổi. Nhưng tôi vẫn vui vì nó đã tồn tại. Vì cứ đều đặn mỗi ngày lúc 13h45, nó mang lại những giây phút giải trí, những drama nhẹ nhàng cho những người mẹ, người cô, người dì, người bà. Chẳng cần đến những giá trị Oscar hay những câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa, chẳng cần đa vũ trụ hay là cameo hoành tráng, chẳng cần những siêu anh hùng biến đổi gen hay robot biến hình quá cao siêu. Nó vẫn là một bộ phim hay theo cách riêng của nó, không như Cù Lao Sắc Sống. Phim này theo cách nào thì vẫn tệ. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.